Dạ, yeah, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả, chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu trong ngày 15 tháng 4. Thì hôm nay có những cái thông tin rất là thú vị có liên quan đến các cái bài viết của Đinh Lan lên án cũng như là bóc phốt những cái kênh YouTube đi theo ủng hộ bà CEO Nguyễn Phương Hằng bất chấp. Và Đinh Lan cũng nói rất là rõ ở đây, nhưng mà tại sao những kênh YouTube hay là những luật sư bưng bô cho bà CEO không biết nhục là gì nhưng mà đối với Hiếu thì Hiếu cảm thấy rất là nhục ở đây thưa vị khán giả bởi vì cái bài viết này Đinh Lan sử dụng những cái từ nó cũng hơi bị căng một chút xíu và bên cạnh đó thì có một cái bài viết Đinh Lan thông báo là sau 15 ngày tức là ngày 19 tới đây là sau cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra đó cho đến cái ngày 19 là đúng 15 ngày đó thì à, sau cái ngày đó đinh lan sẽ à, làm cái đơn gọi là kiến nghị lên giám đốc thẩm thưa vị khán giả đó thì hai cái bài viết này cũng khá là hay và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cùng so sánh với câu chuyện của thiền am à, có một cái sự nó rất là trùng lập và hiếu thấy là những kênh youtube đi theo ủng hộ cho bà CEO hay là những kênh youtube tự xưng là chính nghĩa địa gì đó thì họ rất là đồng lòng, rất là đồng lọt với nhau để mà tấn công ai đó thì họ đều lên bài giống như nhau và có những câu từ phải nói là không thể nào chấp nhận được nghe không nổi 5 phút thưa vị khán giả bởi vì những cái câu từ nó rất là cay nghiệt khi mà họ thốt ra để mà tấn công hay là vu khống làm nhục cho một cá nhân hay là một bộ phận, một tổ chức, một gia đình nào đó giống như là Đinh Lan hay là Đại Gia Đình Thiền Am á, thì chúng ta nghe họ nói hồi là chúng ta cảm thấy là nhức đầu cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cảm thấy bức xúc đó tức gần trong người luôn thưa vị khán giả thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết khi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và thì như vị khán giả cũng biết rồi từ bấy lâu nay những kênh mà ở bên phe đối lập đi ủng hộ bà CEO hay là phe chính nghĩa địa gì đó vân vân từ trước đến giờ á, thì họ tấn công ai họ tấn công bất chấp vu khống xúc phạm đến dự nhân phẩm của người khác rất là nặng nề mà đồng loạt họ rất là đoàn kết nhau thôi vì kênh này vừa lên cái bài đó thì kênh khác cũng lên y cái bài đó luôn cũng tấn công về cái con người đó và cũng tấn công một gia đình giống như là gia đình thiền am vậy đó thì họ cũng lên bài giống như là y trang nhau luôn thì ở đây hiếu cũng ước mong là những ai những kênh youtube từ bảy lâu nay mà yêu thương thiền am á thì hiếu cũng mong rằng là chúng ta nên đoàn kết lại với nhau giống như là những kênh YouTube đi theo ủng hộ cho bà CEO nhưng với sự đoàn kết của chúng ta thì nó phải có trí tệ, có tư duy, có văn hóa và có đạo đức khi mà chúng ta chia sẻ hay là bóc phốt một nhân vật, một cái sự việc nào đó thì chúng ta cũng phải có đầy đủ cơ sở bằng chứng, chứng cứ và đặc biệt là với những ngôn từ nó phải thật sự là sạch sẽ đó chứ không có giống như là ở bên phe đối lập ở bên phe ủng hộ bà CEO thì cái điều đó là không cần thiết và cũng không mong muốn cái điều đó cho nên là Hiếu rất mong là một ngày nào đó những kênh YouTube mà từ bấy lâu nay yêu thương đại gia đình Thiền Am á thì chúng ta nên quay về vị trí ban đầu tức là chúng ta yêu thương thiền am ban đầu như thế nào thì chúng ta cùng yêu thương thiền am bên bộ vũ trụ như lúc trước đây vậy và chúng ta cùng lên tiếng một cái sự việc chẳng hạn như là cái vụ 50 tên cung đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp gây mất cấp tài sản gây thương tích về người gây mất an ninh trật tự nơi thiền am bên bộ vũ trụ đang lưu trú hay là làm ảnh hưởng đến tinh thần thể chất của đại gia đình thiền am thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng trong cái vụ này mạnh mẽ hơn nữa để cho cơ quan chức năng người ta có cái hướng uh, xem xét đó và có cái hướng xử lý đúng theo quy định pháp luật đối với cái người cầm đầu trong cái vụ này không ai khác chính là ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My thưa vị khán giả. Và cái nữa là chúng ta cũng cần phải lên tiếng về cái sự việc của Diễm My cho đến thời điểm hiện tại thì em ấy mất tích như thế nào thì cũng cần được cái câu trả lời và cũng cần sự xuất hiện của Diễm My để làm rõ mọi cái sự việc nó trắng đen ở Thiền Am. Đó nếu mà Thiền Am đúng á, thì phải minh quan cho họ và trả tự do cho họ ở đây bởi vì chị của Diễm My mới là nhân vật chính là người biết rõ nhất là Thiền Am có đúng hay là sai ở đây thôi đúng không vị khán giả nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì sự mất tích của Diễm My một cách rất là bí ẩn làm cho chúng ta bán tính bán nghi đó cũng có nhiều cái uh, suy diễn nhiều cái uh, trả lời đó, của mọi người thì cũng cho rằng là ông võ văn thắng hiện tại đây uh, giữ diễm my giam cầm ở một nơi nào đó không cho ai tiếp xúc hết đó và tông tích của em hiện tại thì chúng ta cũng không biết là em ấy sống hay là đã chết thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng đó mà cần nhất là À, cái sự đoàn kết của tất cả anh em YouTube từ bảy lâu nay yêu thương Thiền Nam thì cũng mong là như vậy à, chúng ta cũng phải là à, giống như là những kênh YouTube ủng hộ cho bà CEO đoàn kết lại với nhau cùng lên bài đó kênh này lên kênh kia lên về một cái sự việc thì nó sẽ hay hơn và bên phía cơ quan chức năng thì họ sẽ có cái hướng xem xét công bằng và khách quan hơn trong cái sự việc đó đó và đặc biệt là giống như Hiếu nói từ đầu á là khi mà chúng ta lên như vậy á thì chúng ta phải có những câu từ nó sạch sẽ có văn hóa có đạo đức chứ đừng có mà bắt trước theo những kênh youtube đi theo ủng hộ cho bà CEO với những câu từ phải nói là nó rất là khó nghe không có một chút gì để gọi là đạo đức văn hóa đây thì nó không có tốt lắm không có dùng những từ ngữ mà nó cay nghiệt để mà nói về người đó phản biện về người đó thì nó không hay cho lắm thưa vị khán giả thì đó là cái điều ước của Hiếu trong cái uh, uh, vụ việc của thiền am bên bầu vũ trụ đối với những kênh YouTube yêu thương uh, thiền am từ bảy lâu nay là như vậy và trở lại với cái bài viết của Đinh Lan thì uh, mấy ngày vừa qua Đinh Lan cũng vắng mặt thì ở bên phe đó lập ủng hộ cho bà CEO cũng lên cho rằng là Đinh Lan đang chuẩn bị chờ là xe tù đến đón lúc 22 giờ Đinh Lan sẽ bị bắt lúc 22 giờ vân vân các kiểu hết nhưng mà mới đây thì Đinh Lan quay trở lại YouTube của mình và cũng chia sẻ bài viết ở trên tab cộng đồng bài viết đầu tiên thì Hiếu xin gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết như sau Đinh Lan nói về những thành phần tổ chức cá nhân những kênh YouTube mà đi theo ủng hộ cho bà CEO đó nhắc tên Đinh Lan thì mới có cái ăn, có cái view, có cái like. Nó chẳng khác nào là bám vái đàn bà gì đó thưa vị khán giả. Thì Đinh Lan nói như thế này nè. Má ơi, những gương mặt sống nhờ nhắc tên Đinh Lan mới có cái hóc vào mồm. Sao bất tài, vô dụng vậy trời. Phải mà những đứa này có ăn học, gì đâu mà kiếm được miếng ăn cho đàng hoàng tử tế. Chúng có ý tưởng sáng tạo gì đâu ngoài việc canh chị đinh lan ị ra để chúng bâu lại ăn thôi mà đó đó là những cái từ mà đinh lan dùng để mà nói về uh, những cái tên đi theo ủng hộ cho bà CEO. ở đó thì có hai luật sư thưa quý vị thì hai luật sư này quý vị khán giả cũng không có xa lạ gì đâu uh, cộng đồng mạng đặt cho hai anh này có cái tên rất là hay chẳng hạn như luật sư cá lóc và lực sư vú sữa thưa quý vị khán giả thì nhắc đến hai ông này là hai ông à, bào chữa về mặt pháp lý cho ông à, Thích Sinh Si trong cái vụ án 331 của Thiền a Minh Bầu Vũ Trụ đó thì quý vị khán giả cũng đâu có xa lạ đúng không à thì với cái cương vị à, luật sư thì hai cái ông này bị chửi như thế mà không biết nhục hàng ngày vẫn lên trên mạng xã hội lấy cái tên của Đinh Lan ra để mà câu like câu view kiếm tiền bất chấp rồi bưng bô bưng bích, cổ xí cho những ngôn từ tục tiểu của bà CEO thì thật sự không thể nào mà chấp nhận đối với hai luật sư này, đúng không quý vị? Còn ngoài ra những kênh Youtube kia đó thì chúng ta không nói tới bởi vì à, họ à, không biết là có văn hóa, có trình độ gì hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà đối với những gì mà họ chia sẻ đó thì Hiếu cũng thấy rất là tầm thường. Đó, chỉ dùng những cái ngôn từ mà nó cai nghiệt để mà à, mắng chửi hay là xúc phạm du khống đến danh dự nhân phẩm của người ta thôi chứ chẳng có gì để gọi là mới mẻ đây cả đó thì hiếu cũng không có nói tới những cái kênh youtube này chỉ à, nói một chút xíu về hai cái anh luật sư đó mà thôi à, thì theo vị khán giả đánh giá và nhận định như thế nào có phải là những kênh youtube này có like, có view nhờ vào cái tên của Đinh Lan hay không? Vì khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Và đến với cái bài viết thứ hai thì Đinh Lan cũng thông báo cho chúng ta được biết như sau. Sau 15 ngày xét xử phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng thì Đinh Lan mới nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm được. Tức là từ ngày 4 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 19 tháng 4 năm 2024. Đó thì Đinh Lan sẽ nộp đơn. À, kiến nghị lên giám đốc thẩm thì à, từ trước đến giờ thì hiếu thấy mà cái phiên tòa diễn ra xét xử giám đốc thẩm á, ở Việt Nam rất là hiếm hoi à, chỉ có sơ thẩm và phúc thẩm là nhiều nhất thưa vị khán giả bởi vì khi mà lên giám đốc thẩm thì chúng ta phải có những cái chứng cứ mới những cái tình tiết mới để mà kiến nghị thì cái giám đốc thẩm mới diễn ra chứ còn nếu mà cái nội dung trong cái hồ sơ vụ án á, mà nó giống như là sơ thẩm hay là phúc thẩm á, thì cái phiên tòa giám đốc thẩm diễn ra thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn thưa quý vị khán giả và đinh lan viết tiếp như thế này thì hiếu cũng xin đọc hết cái bài này để cho vị khán giả nghe về những cái tình tiết mới mà đinh lan sẽ làm đơn để mà kiến nghị lên giám đốc thẩm thì đinh lan nói như sau Ngày 19 tháng 4 năm 2024 thì đúng 15 ngày thì bản án đã được niêm yết trên cổng thông tin tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu của Đinh Thị Lan là vụ án 331 không có ai là bị hại bị hại là tổ chức nhà nước thứ hai là đinh lan trình bày là tòa sơ thẩm không cho tôi tham gia nên không nói được hành vi của bị cáo nguyễn phương hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn muốn tống tôi vào tù khi vu khống tôi là chủ mưu cho mai xuân cường bắt cóc con trai bị cáo hằng tên là quỳnh hằng hữu tội danh này nặng hơn tội 331 vì theo điều 156 theo điều 156 đó là cái tội vu khống thừa bị. Chẳng hạn như Đinh Lan nói như thế này. Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì khung hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm vì động cơ đê hèn. Thứ ba là hội đồng xét xử thì có hai thẩm phán. Phan Đức Phương và Quỳnh Thanh Duyên bên tay phải của chủ tọ Phan Đức Phương quát nạt Đinh Lan vô lý khi mở đầu câu hỏi đã buộc tội tôi là bà không được quyền kháng toàn bộ bản án liên quan đến 10 người. Tôi đính chính là tôi chỉ kháng toàn bộ phần bản án liên quan đến tôi thôi thì thẩm phán Quỳnh Thanh Duyên quát lớn bà im, bà im chưa, rất phản cảm. Chưa hết, tại phiên tòa, bà Duyên luôn thích thể hiện, đã nhắc nhở tôi khi tôi nói là cảm ơn cô. Bà Duyên bóp chát lại, liền bà ấy nói bà phải thay đổi cách xưng hô là gọi là hội đồng xét xử chứ không có cô gì gì ở đây cả. Thứ tư, thẩm phán chủ tọa tò phiên tòa Phan Đức Phương thì cứ chen ngang lời tôi đang trình bày về vụ án bỏ lọt hành vi và xác định sai tội danh cho Nguyễn Phương Hằng có trong 32 trang bút lục của vụ án mà chưa được phiên sơ thẩm làm rõ lá đơn ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thứ năm, phiên tòa sơ thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, thẩm phán Bùi Đức Nam nịnh bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Một thì phiên tòa phúc thẩm hai thẩm phán định Nguyễn Phương Hằng gấp đôi là thẩm phán Quỳnh Thanh Duyên và thẩm phán chủ tọa Phan Đức Phương. Tại phiên tòa sơ thẩm á, thì Đinh Lan nói là chỉ có một vị thẩm phán định bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Còn cái phiên tòa phúc thẩm lần này á, ngày 4 tháng 4 á, thì có đến hai vị thẩm phán định bà Nguyễn Phương Hằng lần thưa vị khán giả. Đó, Đinh Lan rất là bức xúc nha. Đó là bài viết của Đinh Lan. Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng uh, khán giả rất là bức xúc với những cái hành động của bà CEO tại phiên tòa ngày hôm đó. Thứ nhất là đến tòa không bị còng tay, còn mặc áo quần bình thường, còn đeo hột sòn khoan tay hai ba chiếc. Thưa vị còn đá lông nheo khi mà có máy ảnh chĩa vào hay là những cử chỉ ôm ấp với nhân viên của mình tại phiên tòa hay là có những cái nụ cười mà làm cho mọi người cảm thấy là bà này không có còn tôn trọng pháp luật không có coi cái phiên tòa ngày hôm đó ra gì hết trơn thưa quý vị khán giả bên cạnh đó thì có rất nhiều quý vị khán giả cũng cho rằng á, lần đầu tiên thấy một phạm nhân đến tòa mà như là đi du lịch chứ không phải là phạm nhân ở đây thì làm cho mọi người cũng rất là ngao ngán và cũng rất là bất bình bức xúc thưa vị đó Thì ở dưới đây Đinh Lan nói là Gò Vấp ngày 14 tháng 4 năm 2024 Tôi Đinh Thị Lan chịu hoàn toàn trách nhiệm khi viết bài này Nụ cười của Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa Hay cái hôn gió và thả tim trên xe hậu cần của công an thành phố Hồ Chí Minh khiến những người trí thức và làm việc nhà nước ngao ngán cho người đàn bà ngông cuồng tuyên bố lấy tiền cha thân nguyễn phương hằng quỳnh quy dũng này đó là cái bài viết mới của đinh lan trong ngày hôm qua thì đây cũng là có một số cái tình tiết mới mà đinh lan có là bức xúc tại phiên tòa sơ thẩm cũng như là phúc thẩm thì Đinh Lan cũng sẽ ghi vào cái đơn kiến nghị nộp lên để mà có được cái phiên tòa giám đốc thẩm uh, sau 15 ngày, tức là sau ngày 19 tháng 4 này thì Đinh Lan sẽ nộp cái đơn. Còn uh, có diễn ra cái phiên tòa giám đốc thẩm hay không thì chúng ta còn chờ đợi ở bên phía tòa án, hội đồng xét xử họ sẽ xem xét cái đơn như thế nào, thưa vị khán giả. Thì chúng ta còn chờ đợi thời gian và Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết vào trong những video tiếp theo. Và thì đây cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiểu gửi đến cho tất cả vị khán giả có liên quan đến những cái bài viết của Đinh Lan trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng mơ ước là các youtuber yêu thương Thiền Am thì cũng đoàn kết giống như là những youtuber đi ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Đúng không à? Nhưng mà chúng ta đoàn kết chia sẻ trên một cái phương diện trí thức đạo đức và văn minh tử tế thưa quý vị ờ, thì video đến đây cũng khá dài cho hiếu xin được tạm dừng ở đây rất mong là vì khi xem để lại bình luận nhận xét và góp ý đồng thời bấm một like một đăng ký kênh ủng hộ cho hiếu à hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều một lần nữa cuối video hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe tăng tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo